Điều cần nhất ngay lúc này là tất cả chúng ta hãy làm một điều gì đó vì bóng đá nữ Việt Nam. Đừng để hành trình tuyệt vời đến World Cup rơi vào quên lãng. Thời điểm quá thuận lợi để cấp quản lý cần những thay đổi, cần những quyết sách hợp lý để xây dựng chiến lược phát triển cho bóng đá nữ Việt Nam. Chẳng hạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cần có đề xuất với chính phủ về tầm nhìn hay những vấn đề vĩ mô để có thể phát triển bóng đá nữ Việt Nam, như đầu tư hệ thống sân bóng cho các câu lạc bộ để cải thiện chất lượng tập luyện và thi đấu ở các giải đấu lớn, đầu tư thêm sân bóng tại các trường học, sân chơi công cộng để phát triển phong trào bóng đá học đường của nữ, để bóng đá có thể lan tỏa tới mọi ngõ ngách trên khắp mọi miền đất nước. Có như thế bóng đá nữ mới trở thành phong trào rộng khắp và phát triển từng bước mạnh mẽ và chắc chắn, chứ không như những đợt sóng, có thời điểm lên rất cao nhưng sau đó lại tan vỡ như bọt sóng. Với tầm ảnh hưởng của mình, VFF cùng bộ VFTTBL hoàn toàn có thể khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp tập trung đầu tư để xây dựng và phát triển bóng đá. Hiện nay, bóng đá nữ mới chỉ phát triển ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng để phát triển bóng đá Việt Nam một cách đồng đều, cần nhiều đơn vị như thế nữa. Nếu có đến 5 tháng 6 trung tâm đào tạo trẻ tốt được mở rộng ở Thái Nguyên, Hà Nam, Sơn La, thì chúng ta hoàn toàn tự tin có thể đào tạo ra nhiều hơn những huỳnh như Tuyết Dung, Trương Thị Kiều trong tương lai. Bản thân VFF cũng nên có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn. Việc VFF quan tâm nhiều hơn đến các đội tuyển trẻ nữ là hướng đi đúng, nhưng nếu như họ quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn cho công tác đào tạo trẻ của các câu lạc bộ, các địa phương thì có lẽ chất lượng cầu thủ trẻ còn tốt hơn nhiều. Hệ thống giải trẻ cần được đầu tư và phát triển hơn, để các đội trẻ có thể thi đấu nhiều giải đấu trong năm, cần tập trung cọ sát và học hỏi thường xuyên để trưởng thành. Cần tìm hiểu vì sao Nhật Bản, mặc dù không có chiều cao và thể hình vượt trội, lại chơi hay và thành công ở bóng đá nữ. Vì sao Philippines, dù mới lần đầu tham dự, có thể đánh bại đối thủ mạnh. Những khía cạnh chuyên môn sâu về các yếu tố thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý sẽ được phân tích cẩn thận qua các con số. Cần cập nhật những xu hướng phát triển chiến thuật hiện đại để tìm ra hướng đi chính xác hơn cho bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai. Lực lượng kế cận cũng sẽ là điểm mấu chốt cho thành công của đội tuyển. Những trụ cột nào nên được giữ lại làm nòng cốt, những nhân tố trẻ đã khẳng định được khả năng như Thanh Nhã, Hải Linh, Thu Thương sẽ được chăm sóc và phát triển ra sao? Cần đặc biệt quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng những gương mặt tiềm năng của đội U20 đã giành quyền tham dự U20 châu Á 2024 như các tiền đạo Vũ Thị Hoa, Hoàng Vân, Ngọc Minh Chuyên, tiền vệ Nhật Lan, Hồng Yêu, trung vệ đội trưởng Bảo Trâm hay thủ môn Kiều My. Bởi họ sẽ là những trụ cột tiếp theo đem lại hứa hẹn cho thể thao nữ Việt Nam.